Con thứ 20 tốc càng USDT và 80 tốc càng RX nha các bạn. Con này cái số dây này 8 ngày mình cũng không hiểu cho mấy các bạn. Hình như là này còn 42 ngày để hết nhận tốc càng này chứ các bạn ơi. Này số ngày dưới này số giờ gì mình cũng không hiểu cho mấy các bạn. Giờ để tham gia chương trình này góp các bạn nhấp vào link mô tả, mình bấm vào xin lớp đăng ký cái tài khoản các bạn. Kèo này một kèo ngon, được anh em trên mạng cộng đồng chia sẻ các nó hot luôn. Mình qua nay làm định làm cái video rồi, mail nó gửi cho mình mà cái máy của mình nó bị sóng wifi nhà mình nó bị cúp điện các bạn. Rồi các bạn bấm vào xin lớp đăng ký cái tài khoản các bạn. Rồi đầu tiên username, các bạn điền username của mình vào các bạn. Anh 41 nè. Email anh Nhân Quỳnh nè. Chồng feed mail nè. Anh Nhân Quỳnh tiếp tục nè. Rồi bắt quạt chứ xác nhận bắt quạt mình cắt lên em che lên nha các bạn. Rồi các bạn xác nhận bắt quạt xem bắt quạt bấm vào xin up nha các bạn. Phần đứng sao không được chứa A cộng biểu tượng. Ôi. Phần đứng sau không được chứa A cộng biểu tượng. Xin up. Rồi lưu mật khẩu đi. Rồi các bạn login vào nha các bạn. Rồi login, rồi bạn login vào. Rồi, sau khi mình login thì mình đã nhận được 20 tốc cần nha các bạn. 20S nè và 80 tốc cần RX là có khoảng 48 đô. Mình hướng dẫn các bạn đầu tư luôn nha các bạn. Đầu tư đi nhận lãi hàng ngày, hàng giờ nha các bạn. Rồi đây là link ghép của mình, các bạn copy link ghép này mình chia sẻ cho bạn bè và người thân các bạn. Rồi mình hướng dẫn các bạn bấm vào nút withdraw full nè nghe các bạn. 20 USD này có thể rút được. Còn 80 cái GS này là con này nó sẽ Rồi mình các bạn bấm vào withdraw các bạn, rồi các bạn xuống đây đầu tư gói của nó nè các bạn. Ủa, đi bullshit chứ. Thôi các bạn, mình lộn các bạn. Các bạn nhau crash đi bullshit chứ. Mình rút nó tới 10 đô nha các bạn. Giờ mình hướng dẫn các bạn nạp đi nha, nhận cái lãi đầu tư đi rồi các bạn. Mình sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền sau. Giờ cô Duy. Các bạn bấm vào Credit Deposit nha các bạn. Mình hướng dẫn là đây là nhận đầu tư làm 10 đô thì các bạn nhận 0,1% hàng ngày nha các bạn. Bonus của nó nè. Đây thì mình các bạn bấm vào nút 20 nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút Credit Deposit nha các bạn. Là mình nhận 0.20 USD mỗi ngày nha các bạn. Rồi. Như vậy là hoàn thành xong nha các bạn. Rồi mình bấm vào AD Full nữa. Vậy là mình đầu tư rồi, thành công nha các bạn. Các bạn bấm vào những mục trang cái này nhăn của nó. Alibon.
quýt gao thì tới con này tới 10 đô đó các bạn ơi. Một quýt gao full nữa, con này tới 10 đô đó. Mình rút nó tới 10 đô nha các bạn. 0.001 em. Thanh toán qua BTC, TH, Litecoin rồi nữa các bạn. SGB mình đây mình hướng dẫn các bạn rút tiền sau các bạn. Này dành cho trang chủ. Và nghe các bạn như vậy là mình đã đầu tư xong các bạn. Nè. Thời sớm là 20 đô của mình nằm bên đây nè, giờ 20 đô mình đầu tư qua một Ali deposit nè các bạn. Mình đã nhận lãi gì đây nè. Vậy video mình kết thúc các bạn. Mọi thắc mắc gì không hiểu các bạn cứ để lại comment bên dưới mình trả lời cho các bạn các bạn. Này deposit gì. Buy sell. Sau khi chương trình này góp xong xuôi mình có thể bán cái đồng RX này được đó các bạn. Cộng phim vô bài thôi. Ba lần chưa được con ơi, cái này nó chưa cho rút con. Thôi vậy mà mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.